Một tràng pháo tay thật lớn lên.
시청 모두에게 감사드립니다. 지난만 마찬가지로 저희들 중간 또 조직에 좀 전해 vâng ạ, và nghi lễ được diễn ra trong không khí trang trọng đầm ấm vui tươi tại gia đình nhà gái bản Cang Hai, xã Mường Phăng, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên. Và để nói đầu tiên cho phép MC